Rồi, xin chào các bác nhé. Xin giới thiệu cho các bác. Dưới cao 5 mét các bác nhé. Dưới thay trắng các bác nhé, thay trắng cực kỳ chất lượng. Đây, nét cho con. Đấy, mắt lưới là 12 phân này. Đây các bác này, 12 phân tức là then 7 các bác nhé. Cái này then 7, đây duy chiến nhé, 5 đầu ngón tay này. À then 6, 12 phân các bác nhé. Cao 5 mét, dài 200 mét. Đấy, đấy không ạ? Đây được khách của em đặt hôm nay em sẽ giới thiệu với bác. Màu trắng nha. Đây thái rùa vàng, thái xịn nhất hiện nay và đắt tiền nhất các bác nhé. Trên thì em đi bằng hoa quả này. Đấy. Nếu này lên đánh chìm các bác nhé. Em đi cước chống xối này. Hoa quả, hai đầu em được quá chặt này. Đấy, quá chặt. Không thể xê gì, các bác thấy không ạ? Hoa cứng này. Hoa cứng này. Đây. Cũng thế này, 12 phân, cao 5 mét nhé, hai tay, 200 mét. Các bác thấy ghê không? Cũng được quá, hai đầu đều thẳng, trong tối nhé. Tay này, tay này của nó là cao 3 mét này, thắt được khóa tông. Tay này của nó là 8 phân, đây các bác này. Mắt đến là 8 phân các bác nhé, 8 phân tức khen tư đây ạ. Các bác nhìn em em tức ta nhét 4 đầu ngón tay là vừa. Đấy, 4 đầu tức là then tư. Đây mà Duy Chiến cũng đã chuẩn bị gói đi cho khách rất là gần nhé. Được quá chết hai đầu này. Đây là những dòng bán chợ này, bên trắng này. Cao 5 mét các bác nhé. Cao 5 mét. Mắt lưới 12 phân. Dài mũi tay là 200 mét. Ruột thì hàng của em vừa mới về các bác nhé. Đây này. Đây là hàng ruột. Đây này của nó là lỗ của nó là 20 các bác nhé. 20 phân tức của người ta là then 10. Chuyên là bắt cá lớn, cá này bắt từ 20 phân đến 30 phân. Đây là ruột nhé. Hay của mọi lưới mọc này. Đấy, rùa vàng. Cỡ 0.25 này các bác này. Đây thế này rùa vàng này. Màu trắng nha. Bây giờ rùa vàng là hiện nay là quánh bén cá nhất và xịn sò nhất hiện nay. Đây màu trắng này nha. Đây của nó đây, rùa đang phôi ra đây. Cực kỳ xịn sò, đắt tiền nhất nhé, đắt tiền cực kỳ luôn. Chưa từ này, chưa từ biển này. Rùa vàng này. Ngựa này. Ngựa vàng này các bác này, toàn thì dòng đắt tiền này. Đấy, ngựa vàng này, 60 mắt. Dạ, lỗ của nó mắt lưới là 180. Cao 80 này. Vừa vàng này. Vừa vàng này. Đấy, cái lỗ phớ hệ thống thông số lưới của nó là từ 3 phân, 4 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân đến 20 phân. Các bác là cái nhu cầu. Đây là các kiến này. Hôm nay giới thiệu cho các bác lưới và rùa. Các bác nào cũng đầu nhé, đến đây nè.
cao 5 mét, 3 mét, 4 mét, 2 mét, dài 200 mét, 400 mét, mặt lưới 12 phân, các bạn ạ.